Xin chào bạn, hôm nay thì mình mới giới thiệu đến bạn 5 kiện hàng. Thì trong này là có 2 nồi cơm, một nồi hầm và một nồi chiên không dầu và một máy lọc nước ion kiềm nhé các bạn. Rồi, mình vào chi tiết cho các bạn xem nhé. Đây, kiện đầu tiên, sản phẩm đầu tiên đó là máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS44 nhé các bạn. Đấy. AS44 thì cái dòng này là sản xuất năm 2017 các bạn, 16 17 gì đấy. Cái này đây. Năm 2017 nhé các bạn. Đấy, dây zin của nó là nó có ghi năm sản xuất ở đây. Đấy. Rồi. Cái ưu điểm của cái máy này các bạn, nó lọc được tới 12.000 lít, từ cái lõi của nó tới 12.000 lít thì nó cao hơn một số dòng là chỉ có 6.000 lít đến 8.000 lít thôi. Đấy. Rồi, cái máy này thì người ta mới dùng cái này hình như còn lại khoảng được 10.000 lít nữa đấy các bạn. Mình đấu giá là thấy ghi chú là còn lại khoảng hơn 10.000 lít, chính xác là hơn 10.000 lít đấy các bạn. Đấy, rồi. Thì cái máy này thì các bạn lắp cũng đơn giản thôi. Mình về nếu mà các bạn mua mà nhờ mình mua hộ cái lõi lọc thô ấy các bạn thì mình sẽ gắn hết cho các bạn luôn. Đấy, về các bạn chỉ ghim điện thôi. Rồi giả sử như các bạn có luồn với những cái dây này để về cho nó hợp với lại cái đường nước nhà mình ấy thì các bạn cứ nhớ khi mà mình ráp thế nào thì các bạn rút ra rồi tiếp các bạn ráp lại y như vậy thì cũng cực kỳ đơn giản luôn các bạn, chứ không có gì phức tạp đâu. Mà mình chưa hiểu thì nó có vẻ hơi rối một xíu nhưng mà thực ra rất là đơn giản. Rồi nếu mà nhà của các bạn như nhà bố mẹ mình ở quê hôm vừa rồi mình về mình lắp nước nó yếu các bạn thì mình mua thêm một cái, các bạn dặn mình ráp cho thêm một, lắp cho thêm một cái máy, cái motor áp đấy các bạn. Đấy, thì nó nó thêm khoảng 650 nữa là mình không cần để trên lầu, mình để ở dưới đất cũng được, không cần, chỉ cần có nước được, không cần áp đâu, không cần ở trên cao cũng nhé các bạn, thì nó cũng rất là tiện. Nhưng mà bù lại thì nước này, cái máy này các bạn, thứ nhất là nó tiết kiệm hơn cái nước lọc này, mình có thể uống được, rồi uống trực tiếp được này, nấu ăn này đấy. Rồi cái quan trọng hơn là nó tốt cho sức khỏe hơn, nó giữ được kiềm, nó tạo được kiềm nhé các bạn. Rồi đây là kiện số 1. Đấy, thì mình đang bán mức giá là 4,5 triệu nhé các bạn. Đấy, 4,5 triệu nhé các bạn. Rồi kiện số 2 là một mẫu nồi Toshiba chuông màu đỏ, mã nồi RC10VXM, mẫu này sản xuất năm 2018 nhé các bạn. Này còn rất là đẹp luôn các bạn, nhìn này, còn cực kỳ bóng, cực kỳ mới luôn. Đấy, các bạn nhìn bên trong bên ngoài rất là mới luôn nhé các bạn, rất là đẹp. Này, son cũng vậy, cái lớp kim cương nhân tạo, kim cương giả nó còn bóng luôn này các bạn này, nó kim tuyến nó còn bóng luôn này. Đấy, cái này nó còn phủ đây, mình chưa gỡ ra nữa. Đây, sản xuất 2018, đây là nồi cao tần áp suất hút chân không nhé các bạn. Cái form mới, form cái mẫu này là cái mẫu cuối cùng của Toshiba mà dạng thím cơ đấy các bạn. Đến năm 2 năm sau thì họ đã bỏ cái mẫu này rồi, họ chuyển sang cảm ứng. Nhưng mà cái mẫu như này này, cái khuôn như này thì họ vẫn giữ lại. Họ thiết kế cho cái dòng gọi là tô 2 tầng ấy. Rồi, đây là kiện số 2. Thì mình đang bán giá là 5,5 triệu nhé các bạn. Nồi rất đẹp luôn các bạn. Cái này là hàng đấu giá, mình không thể so sánh với hàng bãi được các bạn. Hàng đấu giá thì nhiều khách hàng chưa rõ ấy, chỉ biết là gọi là hàng đấu giá thôi chứ chưa biết phân biệt hàng đấu giá như nào. Hàng đấu giá là mình mua trực tiếp từ người dùng ở bên Nhật đấy các bạn, người ta bán, chứ không phải là, tức là mình mua từng cái chứ không phải là ở ngoài bãi đâu các bạn. Ngoài bãi thì giá nó sẽ khác, ngoài hàng bãi thì giá nó sẽ khác. Đấy, với lại hàng bãi thì cái mặt nó không bao giờ được như thế này đâu các bạn, phải đến 99% là nó bị chầy. Đấy, rồi tiếp tục là kiện số 3. Kiện số 3 là nồi hầm nhé các bạn. Nồi hầm Yuzurushi, nồi hầm cao tần áp suất. Đấy, nồi này các bạn nấu rất là hầm, rất là ngon luôn, không sợ mất nước. Đây là áp suất điện tử luôn nhé các bạn, khoang áp suất nhìn rất là hoành tráng luôn đấy các bạn này. Để mình mở cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn thấy không, 3 ngăn rất là hoành tráng luôn. Đấy, rất là mới doang, rất là mới luôn nhé các bạn. Đây, dây nguồn, đây là son. Đấy, nhìn son rất là đẹp luôn này. Rồi, mẫu nồi này là mẫu nồi số 3 nhé các bạn. Mỗi nồi số 3 mình đang bán mức giá là 3,9 triệu nhé các bạn. Rồi tiếp tục
số 4 là nồi Panasonic áp suất điện tử bùa, mã nồi là SRFP105. Đây cũng còn khá là đẹp nhé các bạn. Thì tất cả các mặt hàng của các bạn mua ở bên mình thì đều là được bảo hành như nhau nhé các bạn, kể cả nồi vài trăm nghìn hay là nồi mới thì đều như nhau hết các bạn. Đấy, xong lỗ nhé các bạn. Rồi, đây là kiện số 4. Mình đang bán với giá là 3,2 triệu nhé các bạn. Các bạn biết vì sao cái mẫu này nó rẻ không các bạn? Vì mẫu này nó thua, đây là FPA. Thì tức là công nghệ của nó thì như SPX thì chỉ khác nhau cái đèn LED thôi. SPX thì nó là cao cấp thì nó có đèn LED, còn mẫu này thì không có đèn LED. Đấy, còn lại là vẫn công nghệ full 220 độ, vẫn cốc uổng, vẫn son như vậy. Hình thức cũng y như vậy luôn. Đấy, thậm chí bo cũng như vậy luôn các bạn. Chỉ khác nhau cái màn hình đèn LED thôi. Rồi, tiếp tục là kiện cuối cùng là nồi chiên không dầu. Đây là nồi chiên không dầu cảm ứng của Philips. Thì cái nồi chiên này có dung tích là 2 lít 2 nhé các bạn. Các bạn có thể nướng được nửa con gà hoặc là nửa ký thịt. Đấy. Này thì thực ra cái khay này nó không như nhà mình thì không dùng đến các bạn. Thì của người ta bán kèm thì mình lấy thôi. Tiện đây mình cái này cái nó gần cái ổ điện thì mình ghi miệng cho các bạn xem nhé. Cái này rất là tiện luôn các bạn. Chứ cái phím cơ thì nó rẻ hơn, nhưng mà mỗi lần mà các bạn chỉnh nó sai các bạn, tức là mình chỉnh quá giờ mình muốn hủy ấy, là mình phải vặn nó rất là lâu, rất là nặng. Đấy, đây bật nguồn này. Đấy, đây là chọn nhiệt độ. Đấy, nấu đấy các bạn. Đấy, mình cho các bạn xem lại nhé. Đấy, đây là chỉnh thời gian này, các bạn muốn thời gian bao lâu rồi các bạn nấu. À đây, thời gian với nhiệt độ là một cùng một cái này luôn nhé các bạn. Đấy, đây là thời gian này, đây nhiệt độ này. Đấy, rồi các bạn ấn nấu thôi. Ôi quên, mình quên ấn nấu đây. Đấy, ấn nấu đây thôi. Thì hủy này đơn giản, chứ không có bạn như là phím cơ nhé các bạn. Rồi, mẫu này là mẫu nồi chiên mình, cái này mình ghi ở đây đi nhé. Mẫu này là 3,5 triệu nhé các bạn. Đấy, thì qua đây là mình có 5 kiện hàng, thì bạn nào ưng mẫu nào thì cứ liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.